Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về botnet, cách mà người ta sử dụng nó để thực hiện những vụ tấn công, cũng như là làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ thiết bị của mình khỏi botnet. Trước tiên, botnet là gì? Botnet thực chất là một mạng lưới các máy tính sử dụng một phần mềm nào đó và chúng có liên kết với nhau theo một mức độ nhất định để thực hiện một tác vụ đã được định trước. Hình ảnh mà các bạn đang thấy ở đây là botnet được kết nối theo dạng peer-to-peer, tức là kết nối ngang hàng. Ngoài ra còn một dạng botnet nữa là kết nối chung với lại về một máy chủ, thì những con botnet hiện nay hầu hết là chỉ dùng B2B. Nhưng vấn đề là tại sao phải xài nhiều máy tính? Giả sử bạn có một máy tính mà chỉ thực hiện được một phép tính thôi, nhưng nếu bạn có 1.000 máy tính cùng kết nối với nhau thì sức xử lý của bạn sẽ tăng lên rất là nhiều và bạn có thể làm được nhiều chuyện mà chỉ một máy tính sẽ không thể làm được hoặc tốn rất nhiều chi phí. Nói về botnet thì cũng có hai loại là botnet tốt và botnet xấu. Botnet tốt có ứng dụng rất là nhiều, ví dụ như vào năm 2000 có một nhà khoa học của Đại học Stanford đã sử dụng botnet để nghiên cứu về sự gấp khúc của protein. Chẳng hạn như ông ấy có một máy tính thôi thì ông ấy sẽ mất tới 100 ngày mới giải xong một cái phương trình nào đó. Nhưng mà nếu mà sử dụng botnet và phân phối trên một mạng lưới rất là rộng thì bạn chỉ cần khoảng 10 ngày. Trong khi đó, botnet xấu thường được tin tặc cài lén vào máy tính của người dùng chứ không được thông báo rõ ràng như là ở botnet tốt. Và một máy tính sau khi đã nhiễm bot có thể lan truyền ra nhiều máy tính khác nhau. Vậy các bạn hacker sử dụng botnet để làm gì? Ứng dụng phổ biến nhất có lẽ là được dùng để tấn công DDoS hay còn gọi là tấn công từ chối dịch vụ. Trong loại hình tấn công DDoS, mục tiêu của hacker sẽ là đánh sập một máy chủ nào đó. Ví dụ như bây giờ mình có một máy chủ của tinh tế chẳng hạn, và mình có một mạng lưới khoảng 100, 1.000, thậm chí là 100.000 con botnet khác nhau. Mỗi một con bot sẽ thực hiện yêu cầu truy xuất tới trang tinh tế. Có 100.000 request như vậy diễn ra trong 1 giây và tấn công liên tục trong khoảng vài chục phút là đã đủ để cho website bị sập rồi. Thì tấn công từ chối dịch vụ như vậy sẽ làm cho một người dùng thật sự, một người cần vào tinh tế với như anh em chẳng hạn, thật sự đang rất là cần xem thông tin nào đó thì sẽ không thể truy cập được bởi vì toàn bộ nguồn lực cũng như là tài nguyên đã bị những con botnet chiếm hết. DDoS sẽ gây ra những tác hại rất lớn. Chẳng hạn như bạn có một website của ngân hàng thì bạn sẽ không thể truy cập được và mất tiền. Bạn có một website tin tức, người ta không vào được, người ta sẽ bỏ đi. Hoặc bạn có một website thương mại điện tử, khi bị tấn công từ chối dịch vụ và người ta không mua hàng được, người ta sẽ chuyển sang sử dụng dịch vụ đối thủ. Gì thì gì, tất cả đều dẫn đến những mất mát về mặt tài chính. Và đây thường là mục đích chính của hacker khi muốn tấn công một website hoặc một dịch vụ online nào đó. Những con bot được sử dụng không chỉ để đánh DDoS mà nó còn thường dùng để tấn công cả cái máy tính của người dùng khi mà bị lây nhiễm vào. Chẳng hạn như con bot tên là Game Over Zeus của Mỹ mới được phát hiện ra gần đây thì nó đi kèm theo một phần mềm ransomware mã hóa file của người dùng và đòi tiền chuộc. Một số con bot xấu khác thì cài quảng cáo hoặc là mở cửa để cho những malware khác tấn công vào máy của bạn. Và thường thì những con malware này cũng sẽ được sử dụng để đánh cắp những thông tin cá nhân cũng như là thông tin tài chính của bạn. Lúc trước botnet chủ yếu chỉ xuất hiện trên máy tính của chúng ta mà thôi, sau đó xuất hiện thêm trên thiết bị di động. Và mới đây nhất, cụ thể là tại Việt Nam chúng ta, botnet còn được phát hiện ở trên chiếc camera giám sát có kết nối với Internet, rất là nguy hiểm. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ những thiết bị của mình khỏi sự tấn công của những con bot trong botnet? Trước hết, bạn hãy cẩn thận với những chiếc USB, đây là nguồn lây nhiễm bot hàng đầu. Ngoài ra khi bạn duyệt web thì bạn cũng nên cẩn thận bởi vì hacker thường sử dụng những mánh khóe để lừa bạn tải về một cái phần mềm nào đó, trong đó nó sẽ bung botnet ra và mở cửa cho nhiều malware khác tấn công tiếp vào thiết bị của chúng ta. Với anh em nào sử dụng máy tính Windows thì cũng nên cân nhắc việc sử dụng các phần mềm chống virus để chống botnet. Còn trên thiết bị di động thì anh em hãy nhớ chỉ tải phần mềm từ Play Store và App Store, những phần mềm đã được chứng thực là an toàn mà thôi. Và cuối cùng, lời khuyên dành cho hiểm họa mới đó là các camera an ninh chỉ nên mua từ những hãng lớn, những hãng mà anh em biết rõ nguồn gốc xuất xứ, bởi vì những camera nếu mà không được giám sát kỹ thì sẽ rất dễ bị cài botnet vào bên trong. Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video khác.